Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức chiều nay mùng 8 tháng 1. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đánh giá cao những kết quả ngành thanh tra đạt được trong năm qua, nhất là bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, đảm bảo không xảy ra chồng chéo. Công tác thanh tra đi vào thực chất hiệu quả, tập trung vào nhiều lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng được quan tâm. Chia sẻ với những khó khăn của ngành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị năm 2024, ngành thanh tra tiếp tục bám sát chủ đề của tỉnh, đó là đoàn kết kỷ cương, hành động hiệu quả phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng kỷ luật kỷ cương. Công tác thanh tra cần phải nhìn nhận ở góc độ toàn diện, vì cái chung, trên tinh thần lấy xây là chính. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong công tác thanh tra, chú trọng luân chuyển cán bộ, nhất là ở vị trí nhạy cảm. Năm 2023, toàn ngành triển khai 100 cuộc thanh tra hành chính và 426 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế trên 87 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 44,6 tỷ đồng, ban hành 584 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân với số tiền gần 9 tỷ đồng. Ngành cũng đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 85 kết luận thanh tra thu hồi về ngân sách nhà nước trên 38 tỷ đồng. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra vinh dự được nhận bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Thanh tra tỉnh.